con cố gắng ủng hộ cổ vũ gia đình của vòng 2 này. Nếu mà có chiến thắng á, mình có thể chạy vào chúc mừng gia đình nha. Các chị phụ nữ chạy vô ôm gia đình nha. Ôm Pha Nam nha, đừng ôm Quỳnh Linh nha. Ông chấp cháu. Rồi ok. Rồi, bà máy ơi. Rồi, lấy cái anh Quỳnh. Có một thiết bị hiện đại của Nhật Bản. À, lên nhất 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 phải lên nhất phải 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 rồi nhẹ thôi, ghi cái vai qua máy thanh đi rồi. Rồi cháu đang cầm cái chai nước trà xanh uống đứng bên phải đó. Đó đó cái chai nước đó, bỏ chai nước xuống giùm đi. Rồi con bỏ chai nước xuống giùm. Rồi mấy con ngồi phía trước ngồi xuống luôn, ngồi xuống luôn, mới lên. Đúng rồi, ngồi xuống đi con. Ngồi xuống. Rồi phía trước mình ngồi xuống nha. Rồi tất cả chuẩn bị. Hiện trường ổn định. Ba máy chạy. Con trai bước vô nữa rồi. Chị có ngồi xuống giùm. Đâu có ngồi được đâu. Trời nó kẹt ở trong cái bè. Nam tất cả nhích qua bên tay phải tí xíu nè. Nam nè. Rồi, rồi. Rồi được rồi. Linh nhích phải nhẹ đi. Nhẹ thôi. Rồi. Rồi, tất cả chú ý. Hiện trường ổn định, ba máy chạy. Rồi nghe hiệu lệnh anh Linh. Nghe hiệu lệnh anh Linh nha. 3 2 1 kêu. Thưa quý vị, tôi nghĩ rằng tất cả quý vị cũng đều rất là buồn bởi vì đồng hồ nó đã không đem chiến thắng về cho gia đình ở vòng 1, 1 phút 46 giây thưa quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ có cơ hội vòng 2. Nếu như chiến thắng vòng 2, gia đình sẽ được bước vào vòng cấp 4, vòng rút thăm may mắn và rất là nhiều giá trị giải thưởng đang chờ gia đình. Còn nếu như gia đình thất bại ở vòng 2 luôn, xem như gia đình không vượt lên chính mình và gia đình chỉ được hỗ trợ 1 triệu đồng thôi quý vị. À, đó là quy định của chương trình. Mong rằng ở vòng 2 này gia đình sẽ cố gắng hơn nữa. Cái công việc ở vòng 2 này nhiều hơn và khó hơn vòng 1 thôi quý vị. À, hàng ngày thì anh em vẫn làm cái công việc gia đình ha, phụ giúp gia đình. À, đầu tiên thì tôi thấy ra đây có một cái vài cái miếng gọi là giấy rồi bao mũ. À, các anh có nhiệm vụ là rồi thanh toán cái này bỏ vào cái thùng rác ha. Sau đó chúng ta sẽ bày một cái bàn ăn để bên kia với bốn cái ghế, bốn chén, bốn đồ đũa, bốn cái muỗng, hai cái tô giống như bàn ăn này ha. Rồi bên ở giữa thì có một cái thau quần áo để giặt, thì nhiệm vụ các anh sẽ phơi cái đó lên cái xào phơi này. Đó là ba nhiệm vụ mà ba người sẽ thực hiện. Nếu như ba người thực hiện xong, tôi sẽ bấm đồng hồ dừng lại. Đống rác này sẽ sạch này ha, cái bàn ăn. Rồi phơi đồ lên. Anh đỏ cho anh Đức hả? Anh Đức rõ rồi ha. À, nay thì anh Khoa Nam cố gắng nhanh hơn chút nữa. Bởi vì sức khỏe Khoa Nam mạnh hơn anh kia nhiều. Anh có coi tivi không? Anh ngủ mấy giờ? Chừng nào coi vượt lên chính mình xong mới ngủ. Giờ anh thấy quách Khoa Nam Quỳnh Linh ai đẹp hơn? Hai người không biết đuôi nào hết. Hai người đều đẹp. Ai đen hơn? Anh Quỳnh Linh đen hơn. Nè, thêm Khoa Nam thấy để tay để tóc màu đen chưa? Thấy chưa, cái máy cái bát là coi như trắng trắng vậy đó, anh phải về chơi cái bát vậy đó ha. Ba anh em nắm tay nhau đi. Hả? Có gia đình chưa? Chưa. Anh nhiêu rồi? 30 rồi. 30. Muốn lấy vợ chưa? Chưa. Người ta hai mấy ta muốn rồi sao anh chưa muốn lấy vợ? Làm chứ đâu có tính chuyện cưới vợ. Làm phải lấy vợ chứ. Có để ý ai chưa? Chưa. Anh thấy cô nào để ý anh chưa? Chưa luôn. Nếu như bây giờ có cô nào nó xung phong đưa tay lên lấy anh chịu không? Không biết nữa. Ủa sao kỳ vậy? Ta chịu anh thôi chịu không? Sao không biết? Vì số tao nói được. Anh muốn vợ của mình như thế nào? Mập, lùn, cao hay là ốm hay là như thế nào?
hợp lòng thành vấn đề. Chứ vấn đề gì mới quan trọng? Biết làm ăn được rồi. Đây có cô nào biết làm ăn không? Đưa tay tôi coi cái coi. À xong rồi. Ngày mấy lãnh đạo xã anh ấy, để anh về anh làm mần mai xã cho kìa. Rồi để qua đây hỏi anh Nhật anh hiền quá. Anh muốn vợ chưa? Chưa luôn. Sao kỳ vậy? Còn ai giữ lại giùm đi. Mình là anh, mình phải lấy vợ trước để lo cho bà già chứ. Đi làm rồi không có thương ai chứ hả? Giờ có người nào thương chịu không? Không chịu luôn. Rồi anh ở giữa nè, anh muốn vợ chưa? Chưa. Ở đây có nhiều cô xung phong anh chịu không? Giờ chưa chịu luôn. Rồi ba anh ở đó đi nha. Ba anh ở giá luôn đi nha. Trời đất ơi, ta chịu mà chưa chịu nữa. À, anh giữa dữ lắm ha. Rồi xin mời Đức kiểm tra đồng hồ. Bây giờ mình nói chuyện vui cho nó quên đi ha. Nó quên cái rung đi ha, cái lo đi cái. Rồi cũng nhút nhát nó nha, giờ sẵn sàng lên làm nhanh hơn nữa. Mời anh Đức kiểm tra đồng hồ. Không. Rồi nhanh lên Đức ha. Ok. Đừng có xem gần cao quá, đừng có xem gần. Đúng đi. Đừng cao. Bây quá, giờ tôi nói bắt đầu. Đứng đó chưa, đứng đó. Ba anh em nắm tay nhau chuẩn bị. Khi nào tôi bắt đầu là tỏa ra nha. Tỏa ra làm nha. Đừng có đẩy mạnh quá không đừng. Mong đằng sau vượt lên chính mình có hai cái đám cưới anh Nhật với lại anh Đức ha. Rồi anh Quách Khoa Nam làm rể phụ. Chuẩn bị. Một phút MBA ở vòng 2 để xóa đi số nợ là 2,5 triệu. Với gia đình của cô Nguyễn Thị Cúc và chú Nguyễn Văn Mót. Bắt đầu. Công việc bắt đầu rồi, làm đi. Vỗ tay luôn quý vị. 1, 2, 3.